ba buổi. Thằng em mày nó biết ý này, nó đáp gì đó, đỡ không mà nó biết mày đáp, đáp đây là mày chữ đó. Vậy thôi giờ ta khiên cái thùng bự lên đây nè. Dài ở đây chứ. Xong hồi tôi đáp đặng cái kia thắng nữa. Mày em múc hàng cái chân có bánh xe để thùng thuốc lên nó đáp đâu đẩy đó. Nè, anh em thấy không, cái góc này nè, nè. Chiều cao này bình quân nó cũng khoảng 1 mét rồi đó anh Ngon. Cái lúa này nè. Vô trong nó lực hơn ở ngoài. Mà được cái ST này lá nó đứng. Nhưng mà đều cũng bị gậy phấn trắng gây hại nha các bạn. Gậy phấn trắng là những đối tượng nguy hiểm. Lúa của anh Tèo đồ, ông Thực, Tấm Im đồ này nọ bị cháy gậy nhóc bến. Dạ. Dạ. Trên này nước bay ra đẹp ghê không? Giờ này không có gió là phun đâu nằm đó luôn nha các bạn. Cái chiều dài miếng đất mình 500 mét. Dạ. Yeah.